Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 27 tháng 4 năm 2022 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý. Công việc của tuổi Tý gặp thương quan nên rất bấp bênh. Người tuổi Tý dễ mất chức, nghỉ việc vì gặp rắc rối nhưng không giải quyết được. Có chuyện gì bạn cũng phải bình tĩnh, kẻo soi hỏng bỏng không. Trên con đường tình cảm cũng gặp rắc rối vì cục diện thổ khắc thủy. Tý cần tiết chế bản thân, đừng tỏ ra cố chấp, cứng nhắc để cái tôi bị đẩy lên quá cao. Muốn giữ hạnh phúc gia đình nên nhường nhịn nhau một chút. Tài lộc của con giáp này đi xuống so với thời gian trước. Những khoản đầu tư trước đây cứ tuột dốc không phanh, đặc biệt là những người chơi cổ phiếu, khởi nghiệp chưa có tiến triển gì khả khẩm. Tuổi Giáp Tý, đừng ném mình vào những mối quan hệ đến đâu thì đến. Tuổi Bính Tý, bạn quá thẳng tính khiến người khác phật ý. Tuổi Mậu Tý, an toàn là khi bản thân có nhiều tiền một chút. Tuổi Canh Tý, vấp ngã bao nhiêu lần đứng lên chừng ấy lần. Tuổi Nhâm Tý, bạn rất giỏi che đậy những khó khăn của mình. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân. Màu sắc may mắn, màu đen, màu trắng. Giờ tốt 7 giờ. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi Sửu. Hôm nay chính ẩn lâm vận chỉ có lợi cho chức quyền, học hành chứ không có lợi cho những bạn làm công việc tự do. Hôm nay tuổi Sửu hãy ưu tiên việc nghỉ ngơi, đừng quá căng thẳng hay suy nghĩ quá nhiều. Tinh thần của con giáp này xuống dốc, chịu nhiều căng thẳng do lâm tương hình. Hỏi độc thân, kén cá chọn canh, không thích yêu đương, thích ở vậy cho khỏe thân hơn là người kề cạnh. Người có gia đình thì gặp vô vàng mở rõ ràng trong đầu chưa được giải quyết. Cũng may tài chính của người tuổi Sửu ổn định nhờ cục diện hai hành thổ tương hòa, ít ra bạn còn biết tiết kiệm. Tuổi Ất Sửu, lúc ốm đau không thấy bạn bè đâu. Tuổi Đinh Sửu, đừng ham giàu, hãy mong bản thân vui vẻ mỗi ngày. Tuổi Kỷ Sửu, để hư việc lớn, quay sang việc nhỏ cũng hỏng luôn. Tuổi Tân Sửu, đừng trao quyền quyết định cuộc đời mình cho bất cứ ai. Tuổi Quý Sửu, không ai có quyền mắng chửi bạn vì đồng tiền. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu xanh dương, màu cà phê, giờ tốt 9 giờ. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi Dần. Công việc của tuổi Dần có thiên tài thì phát triển khá nhanh nhưng cũng dễ thụt lùi nhanh. Người nào có nghề tay trái thì ăn nên làm ra được khách hàng ủng hộ nhưng chớ tự mãn nhé. Vận trình tình cảm tam hợp chỉ đường dẫn lối nên rất sáng lạng, quan hệ xã giao ngon lành, dễ mà có quý nhân giúp sức cho tuổi Dần. Tình yêu đôi lứa cũng tốt đẹp, hai bên không có khúc mắc nào còn tồn động. Tài lộc thì có biến động nhưng theo hướng tiêu cực vì cục diện mộc khắc thổ, đừng ham cài cuốc quá nhiều kẻo lại sinh bệnh nặng. Tiền thuốc quá tiền lương, làm việc chăm chỉ thì không ai chê trách, nhưng tuổi Dần cần phải có thời gian nghỉ ngơi. Tuổi Giáp Dần, ai cũng có những sai lầm, đừng tự dằn vặt mình. Tuổi Bính Dần, nên quan tâm sức khỏe nhiều hơn. Tuổi Mậu Dần, đôi khi lời nói không giải quyết được vấn đề gì cả. Tuổi Canh Dần, nên nhờ đến bạn bè thân thiết khi khó khăn. Tuổi Nhâm Dần, sống tốt thì sẽ có phước phần. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu xanh lam, màu nâu đất, giờ tốt 14 giờ. 4. Tử vi hàng ngày của
tuổi Mão. Công việc trong ngày của những chú mèo thật sự may mắn đến ghen tị nhờ chính tài độ mệnh. Sản vận, tiền lương, quyền lợi đều như ý bạn muốn. Tính cần cù chắc chắn của tuổi Mão tạo ra uy tín trong công việc, ai cũng phải thích Mão. Cục diện mộc khắc thổ dự báo đường tình cảm của con giáp này không được như mơ. Nhiều người hay bị bạn bè, xã giao, làm phiền. Ngồi yên cũng dính xui xẻo, tình yêu có tranh cãi vì không thỏa thuận được với nhau. Cũng may nhờ có lục hợp nên tiền bạc khởi sắc, bạn và người có tài, nên cứ thoải mái sống với những gì mình có. Con giáp này thả ở đâu cũng kiếm được tiền, chẳng qua là họ muốn hay không mà thôi. Tuổi Ất Mão, người có tài thì chẳng sợ bị vùi dập. Tuổi Đinh Mão, lời nói của bạn làm tổn thương tới một số người. Tuổi Kỷ Mão, bạn nghĩ mình không nên gồng gánh, mình cố gắng được. Tuổi Tân Mão, có những việc không phải cứ làm là sẽ được. Tuổi Quý Mão, buông bỏ chính là cách tốt nhất để nhẹ lòng. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Hợi, màu sắc may mắn, màu đen, màu xanh dương, giờ tốt, 15 giờ. 5. Tử vi hàng ngày của tuổi Thìn. Tuổi Thìn làm thiền ẩn khiến công việc có phần cứng nhắc, khó thở. Dù đang làm chức vụ nào thì tuổi Thìn cũng nên mềm mỏng một chút để công việc có đường phát triển. Nhiều tài mà không có tâm thì vô dụng. Cẩn thận con đường tình cảm vì lâm tương xung, dễ có cãi vã xô xát giữa Thìn với bạn bè hàng xóm. Người có gia đình hãy để mắt đến nửa kia, cẩn thận có kẻ thứ ba cố tình phá hoại hạnh phúc. Là con giáp tài giỏi nên tiền tài ổn định nhờ quản lý giỏi kèm theo cục diện hành thổ tương hòa. Không có xui xẻo nào đến trong ngày, nỗi đau mất tiền, mất của từ trước, phần nào nguôi ngoai và bạn được có động lực có thể bước tiếp coi như là của đi thay người. Tuổi Giáp Thìn, bạn vui tính nên được nhiều người yêu quý. Tuổi Bính Thìn, chuyện của bạn đừng kể cho người ngoài nghe. Tuổi Mậu Thìn, hy vọng bạn lấy lại được phong độ sau dịch bệnh. Tuổi Canh Thìn, gia đình chính là nơi an toàn nhất. Tuổi Nhâm Thìn, đừng cho bạn bè vay tiền lớn. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng, giờ tốt, 8 giờ. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi Tỵ. Trong ngày hôm nay, công việc của người tuổi Tỵ lâm thiên quan, dễ có tranh cướp, đấu đá làm ăn. Bạn có máu làm ăn nhưng dễ bị kích động, nóng nảy, ngang ngược. Tiểu nhân hay lợi dụng sơ hở này để phá hoại bạn. Tình cảm là điểm sáng trong ngày nhờ cục diện hỏa sinh thổ. Người tuổi Tỵ hãy luôn trân trọng người đang ở bên mình trong lúc khó khăn này. Bạn cũng biết bao dung, tha thứ cho lỗi lầm của bạn bè. Tiền bạc khởi sắc, có nhiều cơ hội kiếm tiền nâng cao thu nhập. Tuổi Tỵ đang có dự định mở rộng quy mô làm ăn, ký kết hợp đồng thì nên tiến hành trong hôm nay vì ngày khá đẹp. Tuổi Ất Tỵ, không nên cả tin vào anh em họ hàng. Tuổi Đinh Tỵ, đừng cố gồng mình lên để chứng tỏ bản thân. Tuổi Kỷ Tỵ, bạn không có nghĩa vụ làm hài lòng tất cả bất cứ ai. Tuổi Tân Tỵ, đi học rất mệt nhưng tối đến không muốn ngủ. Tuổi Quý Tỵ, từ chối làm việc ác cũng chính là thiện lành. Quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu vàng nhạt, màu đỏ, giờ tốt, 2 giờ. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi Ngọ. Công việc của tuổi Ngọ được chính quan soi sáng nên có hy vọng hơn hẳn. Không những thế, nhiều người còn được thăng chức, thi đỗ, tăng lương. Một ngày làm việc đầy may mắn hơn mọi ngày. Người tuổi Ngọ yêu đương một cách tỉnh táo,
chơi bời có điểm dừng nhờ tam hợp chỉ lối. Nếu còn độc thân, bạn sẽ có cơ hội tỏ tình với người mình thích. Tuổi này rất hay được lòng mọi người xung quanh vì hiền lành như cục đất. Vận tiền tài nhờ cục diện hỏa sinh thổ nên lộc lá đầy mình. Bằng tài năng của con giáp này, bạn có thể được thời cơ đến và kịp thời nắm bắt, làm ăn khéo léo, thu được lượng khách hàng ổn định. Tuổi Giáp Ngọ, đừng hiền quá để người ta bắt nạt. Tuổi Bính Ngọ, tập trung vào chuyện nhà mình, đừng lo chuyện người ta. Tuổi Mậu Ngọ, ngày phù hợp để sinh con, đổi công việc, chuyển nhà. Tuổi Canh Ngọ, đá còn có thể mòn, huống chi là lòng người. Tuổi Nhâm Ngọ, đừng tin tưởng quá để người ta lừa dối. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu nâu đậm, màu hồng. Giờ tốt, 16 giờ. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi Mùi. Trong ngày hôm nay được dự báo con giáp này là người không ham danh lợi, biết chịu đựng. Tưởng chừng như đó là ưu điểm, nhưng vì chính ẩn, lâm vận nên dễ trở thành nhu điểm. Bạn hay bị đồng nghiệp nhờ vả không công, rất phiền phức. Trên con đường tình cảm lâm tương hình nên hay uất ức tuổi Hơn. Duyên là do người giữ, hết thương rồi có cố mãi cũng bằng không. Đừng mãi nhìn vào người khác mà đi sai con đường dưới chân mình. Tài lộc ổn định nhờ cục diện hai hành thổ tương hòa, bạn biết sống cho bản thân, sống biết điều quá mức, gặp kẻ vô tư quá cũng bằng thừa. Tuổi Ất Mùi, bạn không cần bất kỳ ai góp ý cho mình. Tuổi Đinh Mùi, đừng xấu hổ vì những gì mình chưa biết. Tuổi Kỷ Mùi, ai rồi cũng có lúc phải thất vọng vì lòng người. Tuổi Tân Mùi, biết sai, biết sửa là tốt rồi, đừng đi theo con đường cũ. Tuổi Quý Mùi, thế gian này là nơi mà người ta có tâm như bạn. Tuổi Quý Nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh lá. Giờ tốt, 9 giờ. 9. Tử vi hàng ngày của tuổi Thân. Tỷ Kiên lâm vận cảnh báo người tuổi Thân cẩn thận với cấp dưới đối thủ làm ăn. Bạn làm ăn độc lập nhưng dễ bị người ta nhầm ngõ, càng ăn nên làm ra càng lắm kẻ nóng ruột chỉ muốn lật đổ người tuổi Thân. Tình cảm được tam hội nâng đỡ nên từng bước đi lên, quan hệ bạn bè tốt đẹp. Tuổi Thân dễ gặp được người hợp tính, đặc biệt là có mọi khúc mắc trong gia đình được giải quyết một cách êm đẹp. Cục diện thổ sinh kim tạo bước tiến cho tài vận của tuổi Thân. Bạn dám nghĩ, dám làm, dám chịu khổ thì có thể đạt được nhiều thu hoạch bất ngờ. Mặc kệ thiên hạ, tuổi Thân cứ làm tốt phần việc của mình là được. Tuổi Giáp Thân, sinh mệnh chỉ có một cho nên nhất định phải trân trọng. Tuổi Bính Thân, thoải mái chính là mấu chốt của tất cả mối quan hệ. Tuổi Mậu Thân, làm người cần học cách sống khiêm nhường. Tuổi Canh Thân, gia đạo bình an khiến bao người ghen tị. Tuổi Nhâm Thân, sống cho chính mình là hạnh phúc. Quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu cam, màu bạc. Giờ tốt, 10 giờ. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi Dậu. Hôm nay công việc gặp kiếp tài thì đừng vội tin người ngoài. Chẳng có mấy ai thật sự tốt với bạn. Có thể sau này bạn rất tài giỏi, nhưng chắc chắn sẽ có người tài giỏi hơn vượt mặt bạc. Hãy cố gắng từng ngày bạn nhé. May mắn được tam hội chiếu cố nên tình cảm có nhiều tin vui, gia đình sắp đón thêm thành viên mới. Bệnh tật của người thân trong nhà có tiến triển tốt. Sau bao sóng gió ập tới thì đã đến lúc được bình yên rồi. Cục diện thổ sinh kim, những thành quả bạn đạt được ngày hôm nay chính là nhờ bản lĩnh của mình, không ai có thể phủ nhận được điều đó.
Tuổi Ất Dậu, sức khỏe thời gian này không ổn định. Tuổi Đinh Dậu, cứ sống tốt là đủ, tướng đẹp do tâm sinh. Tuổi Kỷ Dậu, bạn vất vả, có người thương xót là hạnh phúc. Tuổi Tân Dậu, cơ thể lành lặn, có cơm ăn là phước lành. Tuổi Quý Dậu, phải thường bỏ thời gian và công sức để lo việc học tập. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu vàng chanh, màu trắng, giờ tốt, 22 giờ. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi Tuất. Người tuổi Tuất gặp thiên ấn long vận thì lắm tài nhưng cũng nhiều tật. Nay bạn thích làm một việc một mình, có lẽ phải cần thêm một chút khôn khéo trong ăn nói, thông thái trong suy nghĩ thì tuổi Tuất mới có công việc ổn định được. Vận tình cảm ổn định nhờ hai hành thổ tương hòa. Con giáp này thích về nhà ăn cơm với gia đình thay vì la cà bên ngoài. Người độc thân thích giao lưu với bạn bè để xua tan nỗi buồn. Tiền bạc cũng không có biến động mạnh, kiếm được tiền nhưng cũng đừng tiết kiệm quá mà hãy tận hưởng cuộc sống khi có thể nhé. Ta chỉ sống một lần, đừng bóp mồm, bóp miệng quá nhiều. Tuổi Giáp Tuất, nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh. Tuổi Bính Tuất, lần này bị người ta lừa, bị chơi xấu thì coi đó là kinh nghiệm. Tuổi Mậu Tuất, không phải ai cũng thánh thiện như bạn nghĩ. Tuổi Canh Tuất, không lấy lòng nịnh bợ người khác, làm chi cho tốn thời gian. Tuổi Nhâm Tuất, đừng trễn mạng với sức khỏe của mình. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu nâu, màu tím, giờ tốt, 16 giờ. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi Hợi. Trong công việc, người tuổi Hợi có thực thần nâng đỡ, nên những bạn làm công việc tự do sẽ có lộc lá. Là con giáp sống biết điều, bạn biết cách làm hài lòng lãnh đạo, đồng nghiệp, không làm phật ý người ta nên cứ đi làm ắt sẽ có người giúp đỡ. Tình cảm không được như mong đợi vì thổ khắc thủy. Bạn quý trọng tình cảm nhưng lại không may mắn trong tình yêu. Có đêm bị bạn bè, người yêu lừa gạt mà không hay biết nên hãy cẩn thận. Tiêu xài quá tay là mối nguy trong ngày. Có những thứ tượng trưng rất nhỏ nhưng gộp lại thành một cục tiền. Ăn uống đầy đủ là được, muốn đi du lịch phải biết tiết kiệm tiền. Tuổi Ất Hợi, vẻ đẹp của bạn nằm ở tính cách. Tuổi Đinh Hợi, bạn gặp khó khăn trong việc buông bỏ nỗi đau. Tuổi Kỷ Hợi, hạnh phúc là được làm việc mình mong muốn. Tuổi Tân Hợi, dù gặp chuyện gì cũng không nên vội vàng nóng nảy. Tuổi Quý Hợi, hạnh phúc thật sự dựa trên sự bình yên. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu cam, màu trắng, giờ tốt, 9 giờ.